Thưa quý vị và các bạn, với độ cao 1.500 đến 1.800 mét so với mực nước biển, vùng núi non hùng vĩ ở xã vùng cao Tà Xùa, huyện Bắc Yên những năm gần đây trở nên một điểm hấp dẫn của những du khách thích khám phá, trải nghiệm. Mảnh đất này còn được mệnh danh là thiên đường mây đẹp nhất nhì Tây Bắc và luôn cuốn hút du khách trong dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022. Tà Xùa, những ngày đầu xuân, du khách khi đặt chân đến Tà Xùa sẽ được trải nghiệm dòng thác mây cuồn cuộn, bồng bềnh, bao lấy những dãy núi cao hùng vĩ chạy dọc chân trời, phủ trên những nếp nhà đơn sơ. Tất cả tạo nên một bức tranh xuân đẹp say lòng mọi du khách khi ghé thăm. Săn mây, bạn phải thức dậy sớm, tìm một không gian lý tưởng, có tầm nhìn bao quát, chọn cho mình một ly đồ uống phù hợp, rồi thong thả đón đợi bình minh, đón đợi ánh mặt trời chậm chậm soi rọi xuống biển mây kỳ vĩ, tạo nên những sắc màu lạ mắt. Trước khi đến đây thì em có nghe là Tà Xùa có thiên đường mây rất là đẹp, phong cảnh hữu tình. Thì sau khi bàn bạc với bạn bè thì chúng em đã quyết định đến đây. Thì đường lên đây thì cũng hơi sợ, bởi vì là đường thì cũng dốc nhiều, nhưng mà khi lên đến đây thì phong cảnh rất là đẹp. Để có những chuyến săn mây thành công, trước chuyến đi, du khách phải nắm bắt thật kỹ thông tin dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc. Thời điểm thích hợp nhất để săn mây Tà Xùa là từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Trong dịp đầu xuân năm mới này, khi thời tiết giao hòa, vùng đất Tà Xùa không có mưa, trời hửng nắng sớm. Đây là dịp lý tưởng để du khách thập phương đến trải nghiệm, khám phá và săn mây. Bọn em thì cũng đi một vài nơi ở vùng Tây Bắc, và hôm nay thì bọn em đến đây cũng rất là may thì được đúng dịp mây xuống này, với cả thời tiết đẹp. Chỉ trong và sau mấy ngày Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng khách đến vùng Tà Xùa đã tăng đột biến, báo hiệu một năm khởi sắc về du lịch cho vùng đất vốn còn nhiều khó khăn này. Trong cái thời điểm mà cao điểm nhất của quán của em thì là một ngày sẽ có tầm khoảng tầm 300-400 lượt khách. Và khách hàng khi mà đến với lại Tà Xùa Bắc Yên Sơn La thì mọi người rất là tuân thủ cái luật 5K mà chính phủ đưa ra. Và sau những trải nghiệm của những người khách thì họ có chia sẻ với em là cảm nhận là cái nơi này nó rất là bình yên và đẹp một cách nó khá là khác biệt. Vùng đất Tà Xùa trước kia 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Từ khi nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch, những năm gần đây, huyện Bắc Yên đã tập trung phát triển hạ tầng, thu hút nhiều nhà đầu tư, kết hợp với người dân bản địa, cùng làm du lịch, cùng xây dựng các homestay, quán ăn, cà phê giải khát để đáp ứng nhu cầu của du khách. Chúng tôi đang đặt ra vấn đề là trong thời gian tới thì tập trung cao về thu hút đầu tư từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Vấn đề này thì trước tiên chúng tôi xác định là cái quy hoạch về phát triển du lịch huyện Bắc Yên sẽ đặt lên hàng đầu. Chúng tôi tập trung cao từ năm 2022 trở đi sẽ đưa vấn đề quy hoạch các khu, các điểm du lịch của huyện Bắc Yên lên hàng đầu. Ở Tà Xùa, du khách có thể đến tham quan trải nghiệm nhiều địa điểm đẹp, nguyên sơ như đồi chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, hoặc thưởng thức đặc sản dân tộc như táo sơn tra, thịt hun khói, thịt lợn đen, gà đen bản địa, xôi ngũ sắc, vân vân. Tuy nhiên, đã đến Tà Xùa thì bất cứ du khách nào cũng mong muốn săn được mây để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ trong hành trình khám phá trải nghiệm thiên đường mây Tà Xùa.